nguyên một đám luôn chú, phải một người cười khắc 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 vậy nè. Nói hả, tụi bay biết tao là ai không? Hồi xưa đó ông Tư Cốc quá, ông ủy quyền, ông giết tụi tao, ông chặt đầu một mớ ở bên hãng Ataka. Ataka là bên chỗ nội mày đó, yeah. Đúng không? Còn một mớ á, ông giải tụi tao qua đây nè, ông chặt đầu, ông thồn dưới giếng cầu á, anh em tụi tao chết chứ còn mấy chục đứa bây giờ không tin nó, thử moi cái giếng lên đi. Xin chào cả nhà ha, Hoài xin chào các cháu. Hôm nay Hoài sẽ kể chuyện về cái chuyện xa xưa lắm rồi, nhưng mà hồi đó ngoại mới chừng 9 tuổi 8 tuổi, năm nay ngoại 70 gần 80 rồi, cũng bao nhiêu năm đó. Mà ngoại ở bên quận 4 thì nhà hồi đó là có chừng 10 căn trở lại hả. Nhưng mà ủa là sao nhà ngoại có cái giếng hồi đời nào rồi con hiểu không, nhưng mà không có xài tới. Ông cố mày á, ông lấy dán rồi ông đậy lại hết, bút bùng lại hết luôn, mà không có cho xài, để sợ nhiều khi bà sơ mày á, bà lọc đột rồi bà làm lọt đồ chứ. Cho nên ông cố để dằn lưu nước rồi lên chảnh rồi con hiểu không. Để cái rồi bà cô bà sơ mày ở nhà, cái nhà thì rộng rãi lắm, mà tối thì bà ngoại phụ bán với ông cố đó chút, chạy về nhà để ngủ với bà cố. Thì tối về mà ngủ với bà cố nói có hai vợ chồng cái thằng hai nhà hai ghe trái, tại vì chả có chiếc ghe cua nhỏ mà chả bị trái không hiểu không. Mới lên nói với bà sơ đó, thôi bà bác cho con ở đỡ đi, rồi con từ từ con có tiền rồi con sắp ghe khác, chứ giờ con không có ghe rồi, đồ đạc cũng bị trái hết trơn rồi. Cái ông cố mẹ mới lại nói với bà sơ, nói thôi má kệ nó, cho vợ chồng nó ở đỡ đi, nói bây giờ nó không có dưới ghe đi chài được, con kêu nó lên nó phụ hồ đó, thì kệ nó cho nó ở đi. Cái bà sơ mày nói thôi kệ vậy, để cho nó vô buồng nó ở, còn hòa bà sơ với ngoại thì ngủ ăn trước đó. Hai vợ chồng á đêm nào cũng gây lộn hết trơn à, bà sơ bà ngủ không được, bà sùng bà mới đuổi. Nó đuổi với nó thôi, tụi bay đi ra khỏi nhà tao đi, trời tao già cả rồi, mà hả tối tụi bay cứ cãi lộn ghen tương cái gì không biết, mà đêm nào cũng cãi lộn hết trơn á, ngủ không được. Cái bà cố ở giận mới la lên, la lớn lên, thì hai vợ chồng này cũng sợ ông cố rồi biết không. Bà nghe bà sơ la thì sợ ông cố, là ông cố la đó. Hai vợ chồng mới cuốn chiếu ra ngoài, cái hồi xưa là ở ngoài sàn nước dài ra tới cái giếng là lót gạch tàu, con hiểu không đó. Thì người ta lót ở đời nào chứ không phải là nhà mình lót đó, mà ở đó có cái bàn nữa, ở ngay chỗ cái giếng có cái bàn, bên đây cái bàn, cây bàn bên đây thì cái sông của cái nhà của cái ông trà cưa ông ba đó. Cái nó mới bà sơ bà ưa bắt cái võng mà bà ngồi bà giá đồ rồi, con hiểu không. Cái hai vợ chồng ra mới trải chiếu nằm kế cái giếng đó, mà nó đâu có, chả đâu có biết đó là cái giếng. Hai vợ chồng nằm ngủ đó, tối vô kêu cửa, mới có 3 giờ mấy rồi, kêu bà Sáu ơi, bà Sáu, kêu bà sơ mẹ, bà Sáu ơi, bà Sáu không lại, bà Sáu cho con vô ngủ đi. Trời ơi, bà Sáu sợ quá con ngủ không được rồi. Cái bà sơ mẹ nói làm gì ngủ không được, tao ngủ đây quanh năm suốt tháng rồi chứ sao mà không được. Mày á, ban ngày á nực tao ra ngoài, tao ngồi tao giá đồ cả buổi luôn, làm gì cũng được. Nói còn lại bà sơ cho con bà Sáu cho con vô rồi sao, con chịu hết nổi rồi. Cái bà sơ mở cửa cho nó vô. Nó vô cái bắt đầu á, hồi xưa mình xài đèn dầu con hiểu không. Cái nó đốt đèn lên, nó hơi bà sơ đừng ngủ, bà sơ thức với con, bà Sáu thức với con làm sao. Sáu đừng ngủ, con kể bà Sáu nghe này nè. Cái bà sơ mày mới ngồi dậy, mới tiêm trầu, hồi xưa ăn trầu góc máy, thọt thọt vậy nè. Ngồi mới hỏi, giờ mày kể cho tao nghe đi. Rồi sao? Nói trời ơi bà Sáu, con ngủ hả? Con giật mình thức dậy mơ mơ màng màng trong cái giấc ngủ con thấy hả? Mấy ông quá trời người luôn, mà sao không có đầu? Thấy người đi ngơ ngác luôn mà không có đầu. Má ơi, con mới dụi con mắt con vậy, con nói chắc con mơ không? Dụi con mắt con thử có phải là con đang mơ không? Thì con dụi con mắt con thấy không có đầu. Đó, cái hồi cái hả? Đi lại gần con á tự nhiên
cái đầu đâu bay ráp lỡ hết, mà không phải là người mình, người Miên, người Tây gì á, người Thổ gì á, nhăn răng cười mà nói cái tiếng gì cũng hiểu, hát chạy lỡ giết, nó chạy lỡ chụp con với chồng con á, sợ quá mà chồng con thể ngủ say xưa đâu có biết gì, con vậy quảng hồn chạy hôm kia bà Sáu á, cái chồng con ngủ ngoài á, cái bà cố mẹ bà Sơ mẹ mới nói thôi mày ra mày kêu chồng mày vô đi, tụi bay ở đây mà tụi bay cứ gây lộn hoài à, tao gây lộn hoài sáng tao nói gì rể tao không cho tụi bay ở đây nữa. Cái năn nỉ nó sáng con kể bà Sơ nghe, bà Sáu nghe con thấy rõ ràng luôn bà Sáu ơi ha, đàn ông không có một người đàn bà nào hết trơn, mà người thì có đầu người không đầu, người có đầu lên cái võng của bà Sáu, võng là nằm võng đưa có két luôn, mà không biết trong nhà bà Sáu nghe không, không biết. Nó con thấy như vậy đó. Cái bà Sơ mày nói thôi mày đừng có làm bội mày kiếm chuyện, mày nói thằng tao cho mày vô nhà tao ở. Cái nếu không tin á, bà Sáu nói không tin, con không tin á, ngày mai á con ra con ngủ mà bà Sáu mày ngủ với con đi, chứ con mới dám ngủ, chứ mình con không ngủ. Cái bà Sơ mày nói trời ơi, nhà tao tao ngủ tội dạ, tao ra tao ngủ với mày. Cái thằng cha Điển đó, cha đi hồi đó cha đi theo ông Bảy Xạo, phải không, ông số mình ông Bảy mày giao á, đi theo ông Bảy mày giao là ổng hồi xưa là ông Bảy mày giao với ổng là đi chài tôm cá rồi vậy con hiểu không. Cái rồi á ổng với cha cũng xỉn xỉn mà nói tao ngủ với mày, chồng mày đừng ghen đi, tao dám ra tao ngủ với mày, nó kêu chồng em ngủ luôn. Cái hả thằng cha hai nhà ghe chán chậm nó nói vợ tôi nó không có nói láo đâu anh nè, thôi giờ nếu mà vậy á gan á tôi với anh với vợ tôi ngồi á mua rượu uống đi, vợ nó không uống thì vợ nó ngồi đó hai thằng này uống. Cái nói hai thằng ngồi uống ha, cái tự nhiên thấy đá đâu á mà chọi lộ quá trời luôn, mà chọi mà không có chọi trúng vô người con hiểu không, chọi như gần tới vậy thôi đó. Cái thằng hai gây trái nó rồi tới rồi. Cái ở đằng xa nghe cái giọng cái tiếng cười mà cười giọng lợi vậy, mà nguyên một đám luôn chỗ mẹ một người cười khắc vậy nè, nói hả tụi bay biết tao là ai không, hồi xưa đó ông Tư Cốc quá, ông ủy quyền ông giết tụi tao, ông chặt đầu một mớ ở bên hãng Ataka là bên chỗ nội mày đó. Đúng không? Còn một mớ á, ông giải tụi tao qua đây nè, ông chặt đầu ổng thồn dưới giếng á, cầu á anh em tụi tao chết chứ cầu mấy chục đứa, bây giờ ông tin á thử moi cái giếng lên đi, ông mới đập cái giếng rồi xác lên coi phải như vậy không. Bây giờ á bởi vì tao theo tụi chù nó hết thời rồi, nó cũng chết rồi, nó đâu còn ông tôi khóc mình xiên quan mình xiên không biết không. Ổng hồi xưa mà ai cái gì là ổng chặt đầu trước nói chuyện sau đó. Rồi bây giờ á hả tụi bay lại đây, tụi bay ngủ vợ chồng tụi bay ngủ vừa kể chuyện chửi tầm bậy tầm bạ hả, chửi trên đầu trên cổ tao hả đó. Người ta ở đây có bà cụ bà Cốc này, bà ở đây nè bà hả, không có gì như bà ưa cằn nhằn thôi đó, chứ bà không có chửi bới gì hết trơn á. Bà Cốc bà cố mà bà Sơ mà đó ưa cằn nhằn lắm đó, cho nên tao không có nhát bả, còn tụi bay là tao phá tới luôn á. Bây giờ tụi bay muốn tao không phá không, cứ hả tối nào tụi bay cũng cúng cho tao vài điếu thuốc hút đi đó, bơm nước chào gọi là một bình nước trà ha, vài mấy cái ly em để trên cái đầu giếng này nè, vài điếu thuốc rồi á, có nữa mà có bánh kẹo có gì cho tao ăn được. Còn thí dụ như ngày rằm ngày gì tụi bay có thông thảo nấu mâm cơm cho tụi tao ăn, tụi tao độ cho mày có nhà, nói ngày cha hai gây trái vậy đó. Cái hả trời ơi, cha hai gây trái với ông Niễn lại quá trời, ông Niễn sợ luôn, ông nội nó sợ luôn. Rồi cái giếng có đào lên lại quá trời, ai dám đào cái giếng đâu có ai dám đào. Con biết sao sắp nhà lô, cái giếng là sau cái nhà của con Hiển mà chơi với ngoại á, cái giếng vẫn còn để luôn. Đó, nhưng mà con biết sao sau này á cất nhà đỡ dân chúng đông quá, cái từ từ á con biết không, bớt nhát người ta vẫn còn, nhưng mà bớt nhát con biết
lúc mà làm cầu Nguyễn Văn Cừ là cái giếng vẫn còn, nó đập luôn, nó móc lên, nó lắp lại luôn đó, Dạ. vẫn còn cái giếng còn chứ không có ra moi lên, ai đâu có ai dám moi. Nói dưới hồi xưa không biết, người ta nghe nói là xác người cốt người ta sợ cái mẹ, đâu có ai dám moi. Dạ. Nhưng mà sau này nó cất nhà lô con biết không, rồi phóng lô hết xuôi vô cái nhà đó. Đầu tiên là cái nhà đó là của ông Năm Thanh ở, ông Thanh là ông làm công an bên tổng nha, cảnh sát bên tổng nha ông ở, con hiểu không? Nhưng mà trong nhà ở không biết, ông tráng xi măng lại, ông mua miếng đan ông lót lên, ông tráng xi măng bít lại luôn, con hiểu không? Chứ ông không dám đập. Nhưng mà ông nói nè, ông ở đằng trước á, ở đằng sau lục đục giống như là có người ở đằng sau dọn dẹp hay là làm cái gì, mà ổng không ra thì không thấy ai hết trơn. Nhưng vợ ổng cũng vậy mà cả con cũng vậy luôn. Thằng Thắng á, nó hồi đó nó ưa lợi mình uống cà phê cũng biết không, nó kể hoài, nó nói nè, cô năm ở đều nào giờ cô năm có nghe cái nhà con có gì không, thì ngoại nó đâu có biết, đâu có nghe nói gì đâu. Cái nó nói nhà con có cái giếng, cô năm biết không? Tôi nói cái giếng rồi đó, nhà tao đó. Nói bộ cô năm xài, nó không có xài. Lúc đó tao về ông Năm cất nhà là có cái giếng đó luôn, nói vậy thôi đó. Ông Năm Thanh mà ở thời gian là ông bán lại cho vợ chồng Hiển, vợ chồng Hiển ở ông Sáu Hoạch nữa con biết không, gia Sáu Hoạch đó chả là ta, hai chồng chả là chồng lớn, con thằng ba tờ băng chám nước là chồng nhỏ, bởi tụi nó đặt cái nhà hai chồng sáu, hai chồng là tao biết là cái nhà đó, mày hiểu không? Nè nó hồi ở trước nó chơi ha, nhưng mà điều nó cái kiểu như cũng đặt ông ứng bà hành rồi dữ dội lắm, bảo về sau cái giếng nó nghe xè 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 giống như là con chim cút hay con gì mà nó kêu nhiều vậy, con hiểu không? Cái người ta hỏi ủa ông Sáu bộ ông nuôi con gì về sau mà nghe nó kêu xè xè hoài vậy? Ổng nói ở nhà tôi thì vậy đó, có âm thanh êm dịu á, ổng nói vậy thôi à. Rồi ổng ở đó thời gian rồi ổng bán lại cho vợ chồng Hiển, vợ chồng Hiển nó ở đó rồi nó hỏi ngoại ngoại cũng không có nói, tại nhà người ta đang ở mà nói làm chi đó. Như con biết á, linh lắm luôn. Thằng 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 con của Hiển đó ha, con biết nó nói hả, nó đang ngủ đó ha, nó đang ngủ đó mà nó nói hả, kêu nó vía kêu nó nói hả, cậu Khoa mày chết rồi mày hay không, nó nói lỗ tai nó vậy đó, nó cậu Khoa mày chết rồi. Mà con biết hả? Hồi đó là cậu Khoa nó đi lính đi sư đoàn 25 á, con biết không, đi sư đoàn 25 là ở dưới Bến Lức rồi đó. Nói trong lỗ tai nó nói mày hay gì không, cậu Khoa mày chết rồi. Nó giật bắn người lên, nó lại nó ngoại vụ gì vậy ngoại, ngoại nói vụ gì là vụ gì, cái nó hỏi ngoại nó thôi không có, thôi con đi về. Nó đi về thì con biết con khoảng chừng chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau là có người vô báo tin nói là cậu nó chết. Trời ơi, nó mới nói cho bà Phàn nghe, nó nói là con ngủ con nghe có người nói trong lỗ tai con á, nói là cậu Khoa chết rồi. Thì con không tin, con lại hỏi ngoại, ngoại nó không có gì, thôi con vậy con đi về luôn. Bà Phàn nói trời ơi, thiên quá vậy bà nói vậy. Thế con biết sao nữa, mẹ nó bán đồ ngoài khu dân sinh đó con biết không, bán ngoài chợ khu dân sinh như vậy đó. Đó, mẹ nó bị bệnh tim, cái con biết mẹ nó bị bệnh đó, nó đang ngủ trưa, nằm ngủ trưa vậy đó. Mà kêu nói nó mày hay gì không, mẹ mày bệnh đó, mẹ mày bệnh chở vô bệnh viện rồi đó. Thì nó giật nguồn mình vậy, giật mình vậy nó xách xe nó chạy đi ra khu dân sinh đó. Rồi mẹ nó dọn dẹp đồ vô hết trơn rồi, nó hỏi sao mày dọn vô làm chi vậy, nó mẹ mệt nó chở mẹ đi khám bệnh đó, con thấy không, có người kêu vậy đó. Mà tụi nó ở riết rồi nó cái kiểu như nó không sợ, con biết không? Mà cái nhà hồi đó nhà lô ngộ đó, cái nhà là của nó ha, dài tới là cái nhà của cô Hiền ở Đâu Đức chỗ nhà nó, con biết không? Cô Hiền cái con bé nó thấy hoài luôn, thấy đàn ông không chứ không thấy đàn bà, tại vì đó là người xác chết đàn ông không à đó. Con biết hả, nó thấy giống như là người đàn ông mà lấy chén lấy đồ bới cơm ngồi ăn ở dưới nhà sau nó vậy, nó tưởng là bố nó về, nó rốt cuộc là không phải, xuống là không thấy ai hết trơn. Con biết
sau này á người ta là nó phấn lô cờ cầu đó, nó dở người ta giải tỏa đi hết rồi, rồi không biết nó lắp sang lắp lại ngoài nghỉ hay là sao không biết nha, chứ cái giếng không ai dám phá trơn đó, không biết. Mà bà Sơ mày bà cũng gan lắm nha, bà ngồi ở ngay cái võng đó, bà giá đồ vậy mà không sao mà bà lên trước mình á, nhà trước á thì tại vậy là con biết sao. Trước á có cây mận, ở sau có cây bàn, mà cây bàn tới mùa sâu dữ lắm, lên mà cây mận bà ngồi bà bị ta chọi đá rồi. Lấy đá chọi rồi bả ra sao bả ngồi thì không sao cái chừng á, bả gan lắm. Thì biết tối hả ngoại chứ bà Sơ ngủ bọn mình bả à, thôi đi tiểu ta đi mẹ nó, ở trong nhà có cầu người ta đi không, đi tuốt lúc vô quầy lùm mới đi tiểu. Tao giật mình thức dậy trời không có, bả tao kêu quá trời luôn. Còn có biết cái bàn cái ghế mình á đang ngủ nửa đêm vậy, giống như ai ngồi xuống mà cái ghế lắc nghe biết không. Dạ đó, cái tao nói tao mở mắt nữa, ngoại ai ngồi vậy ngoại, thiên tổ mày ngồi chứ ai ngồi, tự nhiên hỏi tao ai ngồi. Tao nói còn nghe cái ghế giống như có người ngồi vậy. Ngoại nói thôi ngủ đi, cũng nói xàm nữa, ngủ đi. Mà lâu lâu là ngoại nghe vậy đó. Với còn biết sao, nhất là cái gì biết không, cái bình trà của bà cố giống như mà mày mở cái nắp rồi để xuống mày rót nước mày uống vậy đó. Dạ ngoại nghe, ngoại hỏi bà cố, bà sơ nói ai đâu, có ai đâu. Nhiều khi con mèo con chuột thì chạy vào cùng bà Sơ, bà trấn tĩnh ngoài phải không. Sau này á hả, bà Sơ đi lên Biên Hòa ở với ông cố hai, rồi ngoại ở đây với bà cố lâu lâu ngoại lên thôi. Bà Sơ bà gan lắm mẹ ơi, bà đi xe lửa hả bị mai nhát bà không sợ luôn á. Bà nói hả, bà đang ngồi với xe lửa đó hả, xe lửa đi, xe lửa ra xe lửa ở ngoài ngay chỗ bây giờ đường gì Phạm Thái á, ra xe lửa chỗ đó đó, chạy lên Biên Hòa. Bả nói đang ngồi vậy á, to xe lửa chạy gật vậy nè, nó liền cái chân giả. Bà ngoại bà cố nói là bà Sơ nói là mấy thứ phế binh ghẹo quả mấy không. Dạ bà lấy chân giả liền cho bả vậy nè, bà lấy chân giả bà liền xuống cái đường á, liền cái đồ. Bả nói thấy cái chân lăn, thấy bị lăn xa luôn nha, rồi lấy thêm cái chân liền nữa. Bà cố bà Sơ bà không sợ luôn á. Bả hả, xe lửa nó chạy mình đâu có dám đứng dậy đâu, con hiểu không. Bả lọ mọ bả đứng dậy, bả kêu đổi bả cho to khác, bả ngồi đi ma nhát bả. Cái bán vé nó cười, nó ma nào nhát bả, nó trời ơi tao thấy nó điện chân giả lên cho tao hoài luôn. Mà tao bả gan bả không sợ luôn. Rồi bả nói hả, đi xuống dưới đi lên Biên Hòa đó đâu có phải như mình có vỏ xét bưng cái thúng á con. Thúng mà chồng lên, mà mỗi lần mà ở trên đó mà có đám dỗ đám gì bà cố vậy, bà Sơ bữa gói bánh ít rồi này nọ vậy đó. Rồi con biết không, bà Sơ bưng xuống không hết đó, có người bưng phụ mà không thấy ai hết, có người bưng phụ để dưới đất cho bà Sơ này. Bà Sơ mà lại gan lắm luôn đó con biết. Hồi đó bà ở Biên Hòa, ở sân bay Biên Hòa bà cũng bị hả mai nhát bà hoài, bà cũng sợ gan lắm. Rồi á, bà Sơ mà kể mới cười lắm. Bà Sơ nói ông cố hai á, hồi còn nhỏ á, đi học, cái nhà có cây nhãn á, trái quá trời luôn vậy. Mà sợ bẻ, sợ bà Sơ la. Tối khuya á, đi ra bẻ lén, mặn bỏ vô cặp á, đi học. Cái ông nội đó, ổng không biết làm sao, ổng thắt cổ, ổng chết. Ông này lọ mọ, da rờ ngay, ông nó té xỉu luôn. La làng. Cái bà Sơ mà chạy ra thấy hồi xưa có vụ động ưa đánh mỏ chứ không biết, chứ lối xóm ta chạy lại phải không. Đánh mỏ giống như cái kẽn vậy, đánh mỏ ta chạy lại đỡ thôi. Ông cố mà vô hỏi ông cố hai, ông cố hai mà vậy khủng hoảng hết hồn, tỉnh dậy hết hồn phải không. Cái kể nói trời ơi, con ra con ăn cắp nhãn con ăn mà gặp cái ông nó vậy đó. Rồi cái hỏi bà Sơ chứ ông cố hỏi bà Sơ cho biết không. Hồi đó kêu không kêu bằng má, kêu bằng vú á, hỏi vú biết cái ông này không. Bà Sơ nó không biết, lạ lắm. Giờ kêu làng xã lên coi hiểu không, ổng ở đâu không biết nữa, dân lưu lạc ở đâu rồi tới đó giờ ăn nhãn cho đã, thắt cổ một cây nhãn chết luôn. Rồi bà Sơ kêu người ta đốn bỏ luôn, mà con biết sao về quậy luôn. Tối là thấy hả
đi xách cái bao, cái bao giác nè, cái bao hồi xưa, cái bao bột bì á, con biết không, mà mai lại như cái túi vậy đó. Dạ. Giác dài là giống như bẻ nhãn, bỏ vô giác dài rồi đi vừa ăn vừa luyện một nhát vậy đó, đi vòng 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 trong vườn. Bà Sơ mày nói sao á, bà Sơ hồi xưa đâu phải như mình mà động động có mình kêu mình bán, con hiểu không, cho cái ông Tám là ông canh tác. Bà Sơ đó nó như là hai miếng một miếng bên đây vậy nè, bà sợ quá cái ông đó, ông nhát đó, cho cái ông Tám là ông canh tác, sau này giải phóng là ông lấy luôn. Rồi á, ông kêu ông cố, ông trả, ông cố, thôi chú canh tác cho ở đó, chú hưởng luôn đi cho con không lấy. Và câu chuyện nó như vậy đó cả nhà. Xin chào cả nhà, và ngoại xin chào các cháu nha.